6 nơi trên thế giới cấm phụ nữ đặt chân vào. Vì nhiều lý do khác nhau, ở những nơi này, phụ nữ đều bị cấm đặt chân vào. Dù hiện tại, bình đẳng giới được đấu tranh từ lâu và đã có nhiều kết quả nhất định, nhưng vẫn còn những địa điểm du lịch trên thế giới không cho phép bất cứ một phụ nữ nào được tới thăm vì nhiều lý do khác nhau. Dưới đây là 6 điểm đến đã cấm phụ nữ từ nhiều năm trước. 1. Đền Hindu. Không hoàn toàn cấm tất cả phụ nữ, nhưng đền thờ theo đạo Hindu tại Indonesia và Ấn Độ đặc biệt nghiêm cấm phụ nữ, nhất là phụ nữ phương Tây. Khi đến chu kỳ trong tháng thì không được vào trong nhà thờ. Theo những người thuộc đạo giáo này, những phụ nữ đang đến kỳ thường không sạch sẽ nên cấm vào khu vực linh thiêng thờ tự. Không ai biết luật lệ này được ban ra từ lúc nào và thực thi ra sao, vì việc xác định những phụ nữ nào đang đến kỳ và cấm vào đều thực sự khó khăn. 2. Núi Athos. Ngọn núi này nổi tiếng tại Hy Lạp là ngọn núi thiêng tự trị bao trọn cả ngọn núi và bán đảo tại Macedonia. Núi Athos có gần 20 nhà thờ lớn nhỏ và hầu hết những người đàn ông sống tại đây đều là tu sĩ. Nơi đây áp dụng luật lệ cấm phụ nữ, đàn bà, thậm chí là bất cứ động vật giống cái nào. Sở dĩ có quy định như vậy là do nam giới sống ở đây đều là các tu sĩ. Người ta tin rằng sự xuất hiện của phụ nữ sẽ khiến cho các tu sĩ mất tập trung, làm cho họ có mong muốn được lập gia đình. Khắc nghiệt hơn, những người đàn ông không có râu cũng không được tới ngọn núi này. 3. Cung điện Schloss Herrenchiemsee. Cũng giống như núi Athos, cung điện Schloss Herrenchiemsee, một địa danh nổi tiếng ở Đức, cũng là nơi chuyên dành cho những ai đó có ý định tu hành. Từ thế kỷ thứ 8, người ta đã ra quy định cấm phụ nữ đặt chân vào. 4. Núi Omine. Đây là một trong những ngọn núi cao nhất của Nhật Bản, nổi tiếng với một ngôi đền Phật giáo trong suốt hơn 1.000 năm. Núi Omine được đánh dấu ranh giới rõ ràng giữa nơi phụ nữ được phép đến và khu vực cấm. Nhóm nữ quyền đã khiếu nại về sự bất công này và luật pháp Nhật Bản cũng cấm phân biệt giới tính, nhưng cho đến ngày nay, phụ nữ vẫn không được phép di chuyển tự do ở nơi này. 5. Nhà thờ Cagliari. Lệnh cấm phụ nữ ở đây không phải dành cho tất cả phụ nữ, tuy nhiên những người mặc áo quá mỏng, váy ngắn, mang dép xỏ ngón đều bị cấm bước chân vào nhà thờ. Yêu cầu về trang phục đối với phụ nữ tại nhà thờ Cagliari, Ý rất nghiêm ngặt. 6. Đền thờ Haji Ali Dargah. Haji Ali là một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của tôn giáo Ấn Độ, với đền thờ Thánh Pir Haji Ali Bukhari xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, với ngôi mộ linh thiêng của vị thánh nằm ngay trong đền. Mỗi ngày, nơi đây đón nhận gần tới 20.000 du khách thập phương đổ về. Nhưng kể từ năm 2012, phụ nữ đã bắt đầu bị cấm vào nơi này. Theo nhà chức trách, trước đây họ đã sai lầm khi cho phép phụ nữ vào thăm ngôi mộ thánh, vì đây là việc làm không đúng đắn và không tuân theo đạo hồi. Dù rất nhiều hội phụ nữ đã lên tiếng, nhưng chính quyền vẫn không bác bỏ đạo luật cấm phụ nữ, và trong vài năm nay, phụ nữ hoàn toàn bị cấm ra vào ngôi đền linh thiêng này.